Con báo con. Thank you.
video mà mình hướng dẫn cho các bạn cách tô màu nước chanh bằng chiếc máy xay sinh tố các bạn thân thương, nếu mà mình đã làm xong hẹn gặp lại các bạn ở những video mà các bạn muốn xin giấy giúp mình và hãy nhớ luôn một quan điểm một cách ấn ra xem và sắp ra để các bạn tìm hiểu khi đang tô màu nữa thì sẽ đăng tải trên kênh trước này nhá. Phòng mình nay lại có thêm thành viên mới. Chị đang chờ sao nước rồi chị. Giới thiệu đi em. Trưa nay lại có hoa quả và có nước rồi đây em ạ. Hồng nước uống một lần người thôi mai đi. Ờ à, sao thế là mai hả em? Ngày uống đầy rồi ngày chả có chị nữa. Thế thôi mai nhá. Hôm nay có người mời rồi. Hôm nay là lộc bài bạc.